ơi, sáng nay Chi đi dọn nhà sớm với lại bà Phương. Wow, trời ơi, bữa nay nó cướp công việc của bà Phương rồi. Bà Phương đang đeo bao tay vô để chuẩn bị làm việc. Rồi nó là nó bà Phương ơi, cho con mượn bao tay làm phụ. Rồi giờ làm gì? Trời ơi, bàn tay bự quá. Hello cô chú đi, hello cô chú đi. Hello cô chú làm sao? Nè Chi, nhìn con trong này nè. Chi đi, con nhìn con trong này nè. Trời ơi, nhìn cái này nhúng, cái nhúng vậy. Ừ, đeo bao tay đứng chống nạnh nữa. Ghê quá. Sáng giờ dọn được mấy cái toilet rồi. Hả? Nhớ chà cho kỹ nghe chưa? Chà xong mày vô mày kiểm tra đó chứ không phải dẫn mặt với mẹ đâu. Chó đâu? Trời ơi. Đeo bà Phương biết luôn. Bà Phương bồng đi chơi, bà Phương bồng mà cố đó. Cố đầu. Cái đây con chay đang làm DJ chay cô chú nha. Đó. Cái này là cái mixer của ngoại chính đó. Đó. Bây giờ nó làm DJ chay. Quá dữ luôn. Ui chú, DJ chay mà còn chua mỏ nữa. Giờ cho nó cái headphone nữa là đúng bài nữa luôn rồi đó. Rồi nó mix tầm bậy tầm bạ của ngoại chính luôn rồi là hư rồi đó. Dữ chưa? Rồi xay nữa xay vậy nè chay. Xay nè. Xay vậy đó. À, rồi nó biết một chút nữa tao nói ông ngoại chính nên ông đặt cho một trận nhường tử thương nè, chết luôn, hư hết của ổng rồi. Chưa nghe ấy là chỉ chưa thấy cái đàn guitar của ông ngoại để đây á. Vui không vui hả? Vui chơi đi. Rồi nhảy lên rồi cái đầu lắc chơi. Lắc đầu chơi, lắc như nè. Chưa có nhạc, không có nhạc nên là chị không biết lắc đâu. Cái này giống như chị đang chơi cờ tướng. Đó, rồi đưa xe pháo mã lên hết rồi. Mấy con chuột đưa lên luôn. Rồi bây giờ kéo quân về. Đó, kéo về, đúng rồi. Đúng, phải kéo về để phòng thủ cho con. Phòng bảo vệ con tướng, đúng rồi. Rồi bây giờ muốn đưa con nào lên. Cô chú có biết ai biết chơi cờ tướng không ta? Ai biết chơi xe pháo mã không? Rồi bây giờ xuống hết rồi đó, xuống để bảo vệ vua đó, xuống luôn. Hoàng hậu công chúa đồ tỳ nữ đồ cho xuống luôn. Rồi nhốt vô trong cái phòng. Đóng cửa lại. Đó, đang phá nè ông ngoại Tám ơi. Trời ơi. Hắn bây giờ đó làm design rồi, design của âm thanh rồi đây nè. DJ. Đi chay đây. Đúng không? Thôi. Con Tám mấy bài cùng nghe tao. Ui trời. Sao rồi? Hả? Mũi cắn rồi nè, mũi cắn vô cái mặt rồi nè. Trời ơi, thôi ngủ mũi cắn đó. Cái da con này sao không? Mũi cắn rồi. Số kỳ vậy ta. Tính đi chay nè, mặc quần bà ba. Đi không có đi chay nào mà mặc đồ như đi chay này vậy đó. Đi chay ta phải mặc đồ mát mẻ lên chút, hiểu không? Phải mặc áo. Chay thì ta phải chơi áo hay dày. Ôi, chị. Đi chơi ông anh chơi sao sao đời lắm cho mọi người nè, đánh được chút một chặt đời nè chứ sao lắm đó, kéo lên đều vậy chưa. Như đồ vẫn chơi của đó mà. Đó, chay đi chợ này cô chú ơi. Chợ đẹp lắm, chợ đêm đẹp lắm. Đi chợ mua trái cây. Đó là người Mỹ đấy. Tôi đứa mình để ý như Mỹ đó. Cho cái mặt hay gì vậy? Mặt gì vậy? Mặt không tốt. Còn nếu mà nụi Mỹ của người là quá dữ hiện. Nó cần không? Cần không? Nó cần nấu mi không? Mà nụi Mỹ của người là gì? Sợ hả chị? Sợ hả? Luôn Mỹ anh đẹp mà nếu còn cày hơi nhánh đi. Dạ. Anh mà nụi Mỹ của người là. Vậy là phải nấu mi phải không? Rồi chay ơi, bà nói là lớn lên phải nấu mi nghe chay. Lên lên lùi mi là hiệt dữ. Ăn thử đi con, ăn thử đi. Không, nhiều mà nêu cổ cậy là ngắt. Ăn nghe coi chua không? Ăn lùi luôn là. Ngon không? Là hồn lùi mi hồn lâm. Nhã hột nha. Đó kìa, đấy mẹ hắn đây. Dạ con đây, con là mẹ của nó đây. Ờ, dữ không ngon. Lại mẹ, lại con quá. Chua, con nói chua. Chua. Xin nói con xin chưa?
trong này đẹp gì. Dạ. Dạ. Không ăn đâu. Trời. Không ăn đó hả? Cho anh hai cây, Rồi, một cây kẹo, hai đứa ngồi đi. Can we share? Nhiêu tiền chú ơi? Cho chay giờ lấy nón bảo hiểm vô rồi đi xe máy nè. Cho chay vô được. Thôi được quá không? Trời, có một cái áo lả lơi kìa, không có cài đằng sau luôn kìa. Lả lơi. Ui cha ơi, lả lơi quá đi thôi. Tháo ở đời tàn luôn con ơi. Ủa quá con ơi. Đổi chơi đội ngược đời vậy. Để đội ngược đời nó mới đội mặt đó. Cái lông mặt ở đây nó cũng thành màu bạc luôn rồi. Nó già quá mà không bạc sao được. Đội nó này, đỏ này. Đỏ đẹp hơn. Đỏ đẹp hơn. Hả? Trời ơi, không có sợ. Nó. Rồi, ở đội hai cái luôn bà sáu ơi. Hai cái mà sao thấy được. Ơi. Alo. Minh Trần đổi cái đỏ. Minh Trần đổi cái này nè. Minh Trần đổi cái này. Đẹp quá. Chơi con này chơi. Đó, đẹp không? Cài dây lại. Sẽ like nữa cô chú ơi. Về nhà bà cố là khoái nằm sẽ like. Ngủ rồi chưa? Chơi ngủ chưa? Chơi lả lên, ngủ chưa? Chơi lả lên. Chơi mà bây giờ mình không à, đẹp búa. Đây cô chú ơi, Jay và anh hai đang được ăn đồ. Trời ơi, ai mà chơi cái vụ mà leo như vậy mà chơi. Xin chào cô chú ơi. Chiều đông đưa những bước chân đâu. Jay bây giờ đang ở nhà ông. Trời ơi, bạn kia được đi xe qua kìa cháy kìa. Chiều đông đưa. Chiều đập đưa những bước chân để lời mày sau khi cao quá đó. Video nào cũng có chơi chơi hết á. Video nào cũng có chơi chơi hả? Bảo không coi, anh Bình coi video làm coi đó. Ấy bảy bảy cái xe của bạn mà tự nhiên lại đẩy bạn. Trời ơi, em này bị cái gì đầu tội nghiệp vậy? Hả? Con của chị hả chị? Dạ cháu hả chị? Đẩy thôi, cho cháy đẩy kìa. Rồi, cho cháy đẩy, để bạn đi. Em hả bạn, mấy tuổi rồi chị? Em để em đi con. Cho cháy đẩy đi. Ngày nào cũng coi cháy cháy hả con? Ngày kia mới vừa bước vô nói chị Ngọc liền. Thấy video là mới em kêu mẹ chị Ngọc lên nữa mẹ. Bệnh vậy. À chay ơi, chay. Ủa bố lên rồi. Bố chú tuổi ông chú nè, Bình á. Ai chú? Ý là cô hỏng của chú. À dạ dạ. Chị đi. Có chừng nha con. Em bữa nay về bà cố thêm hai ngày tay chân nổi nữa cô chú ơi. Ở Sài Gòn thì bình thường, về tới đây là tay chân bị nổi. Dạ, về đây ngủ một đêm là sáng dậy nổi quá trời tay chân luôn. Nhưng mà hồi nãy là mà ông ngoại chay mới đi mua thuốc sức là nó xẹp xẹp bớt rồi đó. Tội ghê luôn, mới quay ra, mới chụp hình gửi qua chỗ Út nè. Út nói bây giờ phải cho về Sài Gòn chứ còn vậy là chết luôn. Nấu nô cái gì mà nấu nô. Tội thiệt cái chứ phải, tay chân sưng phù luôn. Con đi ra, con đi theo bà ba. Không, chó nó hiền. Đi con. Đi. Rồi nãy giờ con ăn gì chưa chay? Con ăn gì chưa? Đó, cô chú thấy chay thênh thang không? Tao nói. Thôi vô đóng chi, đi ra. Đi về nhà cố đi con. Đó, giờ đi cặt khịa, đi vô trong đó làm cái gì? Vô nha, coi chừng nha, đi phải coi chừng. Đó, coi nó kìa một mình nó đó, đó, xe. Xì tóp. Đó, xì tóp liền, đúng rồi, quẹo vô. Nắm tay mami. Xe, đúng rồi, xe là chạy lại nắm. Ơ mami, à mami bầu con nha. Coi nè, trời ơi, cái trán sưng mà tội dễ sợ không. Ồ, ghê luôn á. Mà cái này á các bạn, mấy đứa con nít Mỹ á. Đứa, mấy đứa mà ở bên Mỹ về chứ không phải mấy đứa con nít. Ừ, đúng rồi đó. Ưa bị vậy lắm, con của cô Nhung, của Ngọc cũng bị y chang vậy.
cái da thịt của tụi nó bị lên là như vậy đó, nó khác mình thấy thì mình sót lắm chứ. Nè coi tay nè, cái tay sưng phù nè, nhưng mà bây giờ biết làm sao giờ, phải để cho nó tiếp xúc, phải để cho nó ấy thôi. Đi vô chống chi, trời ơi, đi lại chống con hai chó hả? Đằng kia có hai con chó kìa, chó kìa, chó đằng kia kìa, đang rồi đi chiếm chó biết luôn. Thằng chó kìa đó, xuống đi, xuống con chó đi. Nó ăn đi kiếm chó miết luôn. Thằng kia cũng có hai con kìa trời. Không biết không phí con gì cắn gì tí ơi. Đứng lên con. Đứa nào bên đó về cũng bị y chang vậy đó. Này mẹ. Đây chút nữa là để đăng lên đó. Nữa coi đi kìa đó. Đấy, bảy. Uống nước không? Nước mày lấy nước uống nha. Hả? À, đứng đó ngoài lấy hả? À, chạy sắp ghế lên đó cô chú. Cuộc sống luôn vội vã, không nhiều buồn. Con đang quay chay. Chà, giỏi dữ ta, dựng ghế lên giỏi dữ ta. Bà nội bà đang sợ mất mấy cái ghế mấy cái bàn. Trời ơi bà nội. Bà nội bây giờ cũng cố hơi lớn tuổi rồi đó, nên là cô cố ưa sợ ưa lo xa. Đi sát đu. Trời ơi còn đi tướng kìa. Trời ơi đi tướng kìa. Ăn rồi phải canh nó biết luôn cô chú ơi. Ê chó kìa. Xe sợ. Con này sợ. Mày đang quay sao mày ẩm không được chay? Mày ẩm đi, mày đang quay cho cô chú coi mà. Chó kìa. Kì. Đó vậy mày mới quay con cho cô chú coi được chứ mày ẩm. Mày ẩm mày khó quay lắm. Giờ muốn gì? Em muốn gì đây em ơi? Bà nó không ngứa thì bà đừng có đụng vô. Ngủ gì mới ngủ dậy tới thì mấy tiếng đồng hồ đó. Sao ABCDFG. Thôi vô nhà đi. Nhà ở chỗ đi. Chắc. Đi rồi còn ngước nhìn nữa. Để lên. Ông ngoại ba. Xây về Việt Nam bây giờ có nhiều ông ngoại, nhiều cô chú, người ta nói thiệt nhiều anh chị em, cô cậu yêu thương. Không làm chi cho hết luôn cô chú ơi. Bên Mỹ cái lũi thủi có hai mẹ con biết đó. Rằng sau lưng người con gái này là có mình bà mẹ cầm camera, còn bây giờ hai sau lưng người con gái này là ôi trời ơi ông bà cô chú, cậu mợ cậu gì yêu thương. Không làm chi cho hết, đu đơ luôn. Còn cho gà ăn nữa chứ, chuẩn bị cho gà chứ dịch đâu ăn nè. Đi. Đen này tội chứ. Chó đúng rồi. Rồi đi đâu hay không có bước ra đây nha, bước ra đây là toàn là làm gì? Trời ơi, dép sao? Họ con lên trước chơi đừng xuống dưới làm sao? Tội nghiệp không cái đầu cái đó cái trắng. Phương trụ dù luôn, bây giờ ta nói thiệt là bây giờ nếu mà cái video clip bên này mà đăng lên một cái là cô chú nhắn tin mẹ là nhiều lắm luôn á. Nhưng mà Ngọc xin nói với tất cả mọi người là trong nhà ai nhìn thấy cũng đau lòng hết á, nhưng mà không còn cách nào khác. Bây giờ cháu đi về Việt Nam á, da thịt của nó khác với mình á, rồi vi khuẩn vi trùng đồ khác nhau nữa, rồi với lại con bọ này bọ kia nó cắn nữa, nên bây giờ phải chịu thôi. Cũng mua thuốc sức đồ hết rồi, ông ngoại bà ngoại đi mua đồ mua sức đồ sức rồi, giờ việc về Việt Nam thì phải cố gắng như vậy thôi cô chú ơi, không còn đường nào khác nữa hết. Cái gì banh, trời ơi cái trái banh dơ mà đòi trái banh, có được trời đời nổi không? Ngứa đó, ngứa đó, tối nay là ngứa, tội nghiệp, dễ sợ luôn cô chú ơi. Không biết đường nào nói luôn cô chú. Dạ. Vô đi con, đi vô lên hát karaoke, hát ba ABCDFG, ABCDFG. Dạ, rồi ngoại bớt cơm, ngoại hỏi bớt cơm con hả? Dạ, rồi đi rửa tay nha. Rửa tay rồi ăn. Rửa tay rồi ăn, ủa mẹ sữa hết hả mẹ? Rồi, bởi vậy con nói đừng cho uống sữa. Rồi đó, về ngồi gỡ ghẻ đó, nó là đó nó là cũng trùm một trùm gỡ ghẻ đó cô chú. Ngứa không? Ngồi xuống này mày ngứa cho, tội nghiệp ghê luôn. Tối nào cũng đưa chân đưa cẳng đưa tay hết cho mẹ cho ngoại ngứa trời đó, ngồi gãy ngứa đó. Ngồi xuống đây, ngồi xuống mày ngứa cho.
đó, ngồi xuống đi đó, tội chưa đó, thấy chưa, ngứa ngứa mà chảy máu luôn đó cô chú, thấy chưa, bởi vậy tội ghê luôn á, tội em lắm á cô chú ơi. Bây giờ cô chú nào mà lỡ gặp em á mà cái mặt em bị vậy á, cô chú cũng đừng chọc nữa coi nè, trời đất ơi, tay chân mặt mũi em vậy cô chú cũng đừng có chê em nha cô chú, em đâu có muốn vậy đâu. Ờ chê em, chê ở Việt Nam là gì đó, do Mỹ là đẹp mà Việt Nam xấu, đâu muốn đâu cô chú, giờ thời tới cản không nổi. Đây nè coi mặt mũi nè, bởi vậy thì rửa tay, phải đi rửa tay chứ cái tay này dơ lắm luôn rồi. Mẹ biết rồi, đây mẹ coi coi. Trời ơi, ngứa chi cho chảy máu, thôi đừng nữa, đừng nữa, đừng, đừng. Mày biết ngứa rồi, thôi đừng con, đừng, đừng. Mày lấy thuốc sức nha, mày lấy thuốc sức cho chay chay nha. Tội dễ sợ tội luôn. Thôi cái đầu này sưng lên, sưng y như cá la hán vậy đó.